em định mua xăng ở cây gần nhà nhưng mà nó lại đóng cửa để nó chờ tăng giá. Chạy lên cây trên thì đến đây thì hết kiệt xăng, thế đau. Mà chưa đi mua xăng không quá chửi. Anh Thái cần là nhiều lên tí. Chưa đi mua xăng đấy thì nhỉ? Đúng rồi. Chưa đi mua xăng khắc phục xong đấy. Không tan nát hết việc người ta bây giờ. Thế anh Thái chạy đi quay lại hỏi là có tan không ấy. Rồi. Qua nhớ. Mấy trời. Âm thanh. 1 năm. Bắt đầu. Khổ quá, thế mất thì em cũng định ra mua ở cái cây xăng gần nhà nhưng mà nó lại dở trứng, nó đóng cửa để nó chở tăng giá. Em đi lên cây trên thì đến đây hết kiệt xăng không còn giọt nào. Rồi, mày khẩn trương đi mua xăng khắc phục ngay, dạ, hỏng hết việc của người ta bây giờ. Dạ. À, thật chết rồi, nhưng mà bác ơi, cái gì? Đoàn nhà bác có cái can không cho em mượn? Tổng mất dậy, mới đổ vào mồm của mày ấy. Nhá. Thật chết rồi, khổ quá. Các bác đưa con đi thi vào hội thì làm gì có can. Láo mất dậy. Mà này, anh Thằng, tôi nói thì anh đừng có tự ái. Nhưng mà anh xong con đi thi hoa hậu mà anh thuê cái xe nó cứ khác gì cái chuồng lợn nhà tôi. Muộn là cái chắc. Nhá. Tao đã nói rồi, đi là đi từ sáng sớm cơ. Nhưng mà bố mẹ mày lại sợ tiếc là buổi trưa nên là phải chiêu đãi tao một bữa hải sản nên mới đi muộn như thế này thì nó mới hỏng việc như thế này nhé. Xảy ra việc gì là tất cả là lỗi tại ông bà hết nhé. Mà tôi đã đặt cọc hết tiền 360 triệu để cho nó vào chung kết rồi đấy. Bác Tích ơi, hay là bác alo cho xác sự, nói với xác sự là delay lại chương trình một tiếng đồng hồ có được không ạ? À, chị My này, chị không phải là má của thằng xác sự nhé. Mà anh Thang ấy, anh ấy cũng không phải là cha của nó nhé. Bây giờ để xảy ra việc như này là anh chị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy. Tôi là tôi không biết gì đâu nhé. Ôi, khổ thật đấy chứ. Rồi, nối. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhá. Nắng quá. Đấy, hôm qua thì rét quá, hôm nay thì nắng quá. Ôi giời, che ô cho diễn viên đi kìa, sao đây? Cắt một cái vào che cho người ta ngay chứ. Mấy cái ông này, Ngọc Hà, Nguyễn Quang Ninh, rồi Hoa Kiều, Bôn Ghi Nguyễn. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Yeah. Đấy, còn ô đấy. Rồi. Chúng tôi đang đi sản xuất phim Đại Gia Trên Đất 2023 Hoàng Hiệp, Chí Linh Hải Dương. Chào cô chú. Rồi, ôi giời, đúng người Chí Linh có khác. Nhìn cái biết ngay là Chí Linh. Rồi, như Đà Lạt. Hôm nay thì hơi nắng một chút, nhưng mà không sao. Cái này là mất trắng đứa lợn rồi đấy. Rồi. Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng chào Tổng Cóc, Trà My, Văn Thang, Liên Linh, Trung Hiếu, Nguyễn Đình Khánh, bao giờ thì cho lên sóng anh ơi. Ở đây độ tháng nữa, đấy, tính từ ngày hôm nay độ tháng nữa để cố gắng vật vã cho lên luôn. Cho nó nóng. Rồi, chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Nhiều sức khỏe. Nguyễn Văn. Rồi. Đây rồi, em để sẵn rồi ạ. Võ Mạnh Hùng. Tết đến nơi rồi. Đấy. Nhong cái là hết 360 ngày. Quay nào, mọi người. Rồi, trật tự nhá. Các em ơi, các em che ôi. Nhanh hụt anh nhá. Không có người ta ốm. Chạy ra, chạy vào thật nhanh. Bảo là dứt, quay dứt cái là phải vào che cho người ta ngay. Thằng A Chi đâu rồi? Đứng sát vào. Đây này, còn cái phản quang đấy này. Công Danh. Rồi. Thủy Loan. Gian Bùi. Gian Nguyễn. Rồi. Công Danh Hoàng Hiệp. Nguyễn Lỗ Tín. Rồi. Nguyễn Minh Ngọc. Nguyễn Đình Khánh. Rồi. Tôi trật tự một tí ạ. Nguyễn Đình Khánh, bọn em rồi. Mỗi năm đến Đại Gia Trên Đất, Nguyễn Đình Khánh. Xin chào Nguyễn Đình Khánh. Tuấn Nguyễn. Chống bông cái gì cơ.
đồ bị có cái bình trị bác cái con tôi của ông Thang mà nó đứng ở ngay ông Thang ơi, ông Thang ơi, mày không phải khóc kiểu gì bác ấy cũng có cách đấy. Rồi nói từ Linh nhá. Nguyễn Kim Phương chẳng là Nguyễn Tâm đại diện cho quý vị. Bắt đầu rồi đi chụp ảnh mẫu à? Vâng, có một bạn khán giả với chụp ảnh với tôi chứ không phải người yêu người đương gì đâu nhá. Mấy cái bà lăng nhăng, tôi sợ nhất là mấy cái bà hay cả nghĩ để ông Trọng chụp ảnh với gái chứ. Đấy. Mặc dù chụp ảnh với gái thật, Nguyễn Thị Kim Phương. Chỉ tài Nguyễn Ngọc Đại, Văn Ngọc em trai của Văn Tích, rồi Đông Đông Trường Văn. Rồi một lần nữa thì lại chúc mọi người một ngày cuối tuần, ngày chủ nhật thật là ấm áp, vui vẻ, nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Đấy. Đây là Trung Ý Phương. Đấy. Trung Ý Phương nguồn gốc xuất xứ Quảng Ninh 14. Đây là Đỗ Hồng Quân, Nguyễn Hồng Quân, Hứa Văn Quân, phụ trách đây là trợ lý của tôi, đây là Kiên Điếu Đóm, trợ lý của con ọc, hóa trang chính, chị em nào muốn làm đẹp thì cứ đến Nina, Nina Trần. Ngày cưới, ngày dạ tiệc, cô này sẽ làm cho các bạn tỏa sáng. Cô này đã làm cho rất nhiều hoa hậu, suýt được hoa hậu, cuối cùng phải chuyển xuống Á hậu 1. Rồi, rất vất vả. Hôm trước thì quay thì rét quá, hôm nay thì nóng quá. Linh, anh Linh, Hải Hoàng MU, Đường Hưng, con em xinh quá, em nào đây có mấy em, đây cả em đi chụp hình này, mấy em đi chụp chụp ảnh cưới này, em bỏ khẩu trang cho khán giả, đấy, cười thế này, này đấy. Cười thế này, này. Treo khẩu trang thì nói chuyện gì, rồi Nguyễn Lộ Tín, em tưởng bà Đoành ấy chứ, bà Đoành hôm nay không có ở đây. Đỗ Sinh, trưởng thôn mà ăn chơi như vậy thì chết dần này, đúng rồi. Trường Thống, anh Trọng dạo này nhìn mặt cũng thấy nét giống bác Trần Nhượng rồi đấy. Ui giời, bây giờ mới giống à? Ngọc Đại, Văn Tích, em trai của Văn Tích rồi. Nguyễn Ngọc, Sĩ Tài, Tỷ Phú Đài Tệ, Tỷ Phú Đài Tệ chắc ở Đài Loan. Vâng, rất nhiều khán giả Đài Loan theo dõi phim của hãng phim Bình Minh, cũng như phim Đại Gia Chấn Đất, Làng Ế Vợ. Năm nay thì hãng phim Bình Minh đang sản xuất phim Đại Gia Chấn Đất, vâng, cũng mang đến dịp Tết đến xuân về những tiếng cười giải trí. Rất mong sự ủng hộ của tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đỗ Văn Hùng, chào bác Trọng, chúc bác đoàn phim ngày cuối tuần vui vẻ. Rồi, cảm ơn, rất là cảm ơn mọi người. Mười Nguyễn, lại có tác phẩm gì với anh? Vẫn Đại Gia Chân Đất thôi. Chào cụ Đoành, sắp có phim hay rồi. Rồi, đây phim Đại Gia Chân Đất. Chào cụ Đoành, sắp có phim hay rồi. Rồi, chào một bạn ở Đài Loan hay ở Trung Quốc hay ở Đài Loan, Nhật Bản đó, vì ngoại ngữ bằng tiếng Tây thì rất là Trọng không biết. Peter Bùi, quá đẹp luôn anh. Rồi, Nguyễn Ngọc Anh, chú Quang Trèo đâu ạ? Chú Trọng, chú Quang Trèo vẫn đang ngủ. Bởi vì chưa đến cảnh quay, chú Quang Trèo vẫn ngủ ở khách sạn. Ngọc Sơn, Sơn Nam. Phải nói là cái vùng Chí Linh, Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương rất là đẹp. Rất là nhiều phong cảnh đẹp, lãng mạn. Vâng, chính vì vậy mà tôi lấy
một cái bối cảnh ở đây gọi là bãi rễ. Ở đây thì du lịch ở Chí Linh. Chí Linh thì vừa có du lịch tâm linh và phong cảnh rất là đẹp. Có đền thờ đại đền thờ cụ Nguyễn Trãi, chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, rồi rất nhiều. Cụ thể ở khu vực này là khu vực bãi rễ, đồi thông bãi rễ. Đến đây check in thì rất là tuyệt vời. Du lịch Chí Linh, Hải Dương, Đại Thôi, Nguyễn Lan, rồi bà ngoại Borero, rồi lâu lắm không gặp cóc, rồi chào bà ngoại. Bà ngoại đợt này kiếm tiền được nhiều không? Rồi tôi này phải trật tự một chút. 2, 1, bắt đầu. Mày là thằng mất dạy. Như thế này là mình giết gia đình nhà thằng đi. Còn không sao mà còn gì nữa. Cái mua hết của mình, ta cũng biết một xe hết xăng đúng không? Thế sao sáng vậy? Thế sao uống tiền đổ xăng đi các bạn? Wow. Cái trang căng hơn ạ. Rồi, Chí Linh của em đẹp không anh? Một chí. Bắt đầu. Thế sao sáng vậy? Thế sao uống tiền đổ xăng Chí Linh chứ. Em tổng tiền rồi, đi ra trên sân gần nhà để đổ. Cửa đi, đổ. Thế em đi lên cây trên luôn. Còn giọt nào? Vâng, đã có chút va chạm nhỏ giữa mấy anh quay phim. Đấy, mấy anh quay phim vơ phải nhau thế thành thử ra là văng một câu chỉ đục. Rồi bà ngoại đến Côn Sơn Kiếp Bạc rồi cóc đi quay hả? Rồi đúng rồi, đang quay ở Côn Sơn Kiếp Bạc đây. Hôm nay thời tiết thì hơi nắng nhưng mà dù sao thì quay phim nắng thì vẫn còn hơn mưa. Rồi trật tự luôn, quay ánh sáng. 3, 2, 1 bắt đầu. Sáng mày lên tao ấn tiền xăng cho mày được không ạ? Quá thì em cầm tiền đi ra cây xăng gần nhà mua nhưng mà nó dở trứng, nó đóng cửa để nó chờ tăng giá. Thế thì em đi lên cây trên thì đến đây kiệt không còn giọt nào. Thôi đừng có nói nhiều nữa, đi mua xong khắc phục cho người ta đi. Tàn nát hết cửa nhà người ta bây giờ. Nhanh lên. À thì nhưng mà cái gì? Bác ơi, đoàn nhà bác có cái can. Thư nhà mày. Cái đồ xăng mà mồm mày. Mày. Đây, anh thằng, nói thật ra, tôi nói mình tự ái. Ôi, Thái vào đây. Cái câu đấy của anh Hiếu quay cận chưa? Anh Hiếu ơi, nét cái câu đi nhé. Anh thằng, che đi, anh thằng. Từ Hiếu quay lại nhé. Tôi xin lỗi anh. Anh đi đưa dắt con đi thi dòng con đi thi hậu không nhồi chứ mà anh nhồi nó lên cái xe. Rồi khẩn trương nào. Rồi bà ngoại Bơ Đô, Hợp Trần, rồi chào anh Trọng, Lê Thành Dư đang xem thông báo bảo mật. Rồi chào anh Cóc, rồi chào mọi người. Vâng, rất là vất vả quay được một đoạn phim lên hình chỉ được một phút thôi nhưng mà thi công suốt từ sáng đến giờ chưa xong. Quay phim nó là một cái ngành nghề rất là đặc thù hơn những cái ngành nghề khác, tức là lao động không quản mưa nắng. Đấy. Hôm kia thì mưa cả ngày, hôm qua thì rét run, hôm nay thì nóng tưng bừng, quá mệt nhưng mà vui. Có công có việc làm là vui, có sự ủng hộ của mọi người thành thử ra là đoàn phim lúc nào cũng sản xuất. Rất nhiều người có công ăn việc làm. Đây là tổ hóa trang. Đầy nắng có từ sáng là tóc cháy đỏ luôn.
Đấy. Còn đây là một cái anh chàng đi du lịch, mồm lúc nào cũng phì phèo đứa thuốc lá, đấy, không chịu che ô cho diễn viên. Bắt đầu! Bác Hiếu nào, bác thích chứ? Bác Hiếu ơi! Máy chạy ạ! Rồi! Nhanh nhanh không chết nắng! 22! 22! Bắt đầu! Chứ nói ít thôi! Đi mua xăng khắc phục cho người ta đi! Cũng sàn nát hết việc của người ta bây giờ! Em nhìn này đẹp! À thế nhưng mà bác Tích ơi! Cái gì? Nhà bác con mang theo cái can cho em mượn! Nó dậy thì đổ xăng vào miệng mày! À ừ nhé! Các bác đưa con đi thi hoa hậu thì mang can làm cái đếch đi nhé! Ui! Ôi giời ơi! Mà này! Anh Thang! Tôi nói anh đừng tự ái nhé! Anh dòng con đi thi hoa hậu mà anh nhét vào cái xe nó không khác gì cái chuồng lợn nhà tôi cả. Ờ, bác Tích ơi, liệu có bị muộn không ạ? À? Vài bươm cháu còn chưa kịp lái ạ. À. Muộn là cái chắc. Tao đã nói với bố mẹ mày rồi là đi từ sáng sớm. Nên lên sợ là buổi trưa là phải chiêu đãi tao vào bữa hải sản cơ. Thôi đi muộn muộn một tí cơ. Đấy. Bây giờ mà xảy ra chuyện gì là lỗi tại ông bà hết nhé. Mà tiền nộp để cho nó thi vào hoa hậu là 360 triệu. Mà tiền đấy nhầm, mà tiền mua. Ôi, nắng quá. À, như thế thì mới thấy là mọi người rất thông cảm với cả cái nghề làm phim nói chung và làm diễn viên nói riêng. Ấy, diễn viên thì cũng chả sung sướng gì cả. À, đấy. Nắng tưng bừng vẫn chứ phải ra đầy nắng. Đó. Ra đổ sữa này nó kiến quá. Ừ. Quách Anh Sang, Quang Hạnh, Nguyễn Văn Dương, Phương, Nguyễn Dương, Dương Phương Xuyên, Đức Tính ra phim mới ở Bác Trọng. Chào cụ Đành nhé. Đang quay Đại gia Chân Đất 2013. Đang có 1.500 người. Cho Bình Trọng gửi lời chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ. Ra vào đây chụp đi. Nhưng mà nói nhỏ thế nhá. Vâng. Vâng, có một bạn khán giả muốn chụp ảnh cùng. Nhận lời ngay lập tức. Rồi ra phim mới Loan Nguyễn. Bắn tim. Rồi, cảm ơn Loan Nguyễn. Đâu, máy đâu? Nào. Nào, khẩn trương lắm. Rồi, bỏ khẩu trang nhá. Anh chụp ảnh với tôi, anh bịt mặt chứ còn nói chuyện đi. Thấy chưa? Yeah. Cái này iPhone 4S Plus cộng đấy hả? Vâng, vâng, chị đi đi. Thì chị đợi cho một tí thôi. Để tắt máy đợi cho một tí. Đức Tính. Rồi chị đi đi. Chị đi đi. Nào nào nhanh 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 nhanh. Bỏ khẩu trang nha nào. À. Ok. Rồi rồi cho gọn cái xe để cho mọi người đi. Xong đoạn này chưa? Rồi học tiếp đoạn sau nào. Được. Sau khi quay xong một đoạn thì đấy, hôm nay hôm trước thì rất là rét. Chưa hết làm sao được. Chiếc lá cuối thu, bà ngoại không biết dịp nào được chụp hình cùng khóc nhỉ. Rồi bà ngoại cứ về đi rồi gặp nhau thì sẽ chụp. Không cần nữa. Rồi. Ông đợi. Đứa nào dòng cho anh cái xe kia lùi lại đi cho mát này cái nào. Ok ạ. Ok. Rồi. Anh Thang, đại gia xịn chứ không phải đại gia chân đất.
Nguyễn Thang đại gia xịn. Rồi, đây, được rồi, rong vào cho mát thôi, được rồi, để cho mát. Rồi. Quá tuyệt vời. Cháu năm nay bao tuổi rồi em? Cháu năm nay gần 30. Ôi thế à? Xây dựng gia đình chưa? Chưa, đang ế. Ôi giời. Sao cho cháu xem của ai? Đây cái cậu với chụp ảnh cùng với cả cháu ấy. Ờ, đang vẫn có nhu cầu lấy vợ đấy. Đấy, quan trọng thông tin này xem bây giờ. Ừ. Lên livestream xem của ai. À đây. À đây nhá. À, được sự đồng ý của một cô gái rất là xinh đẹp ở quê hương Chí Linh, hiện nay là gần 30. Đấy, tuổi 9 rồi, không sợ kim lâu nữa. 27 chưa? 26 rồi. Hello anh. Em là 22 mấy? 96 ạ. 96 thì... Ủa, 96 thì vẫn mới tính của Tiệp. 96. Đây, cô bảo cô đang ế. Đây thì nhân tiện cái live stream của tôi cũng rất là đông người. Đó, thì em tên là gì nhỉ? Tên là Phương ạ. À, em tên là Phương. Thế em cũng giống tên vợ tôi đấy. Vợ tôi cũng tên là Phương. Vâng. Ai ở Chí Linh liên hệ mình nhá. Ai ở Chí Linh liên hệ với Phương nhá. Cái gì Phương nhỉ? Nick Facebook là bao nhiêu? Facebook là Nguyễn Phương. À, nick Facebook là số Nguyễn Phương nhá. À, ở Chí Linh. À, chưa mà... 26 tuổi. Chưa có mảnh tình nào vắt vai. À, lương duyên chúc anh đoàn phim cuối tuần vui vẻ. Sớm có phim hài để được mọi người xem. Chúc anh và đoàn phim nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn Lương Duyên. Giờ đến cái đoạn kia đúng không? Đến cái đoạn anh đúng không? Rồi, ok. Này, 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 xe của ai đỗ ngang ngược cái này? Dẹp vào đi, tôi chọn cái biên bản bây giờ. Đúng không Thuyền? Rồi, đưa lời cho anh Hiếu đi. Rồi, xe cộ của ai mà đỗ ngang ngược cái này? Dẹp vào... Ra vào đi, tôi cho ăn cái biên bản bây giờ. Thế nào ạ? Ôi trời chết. Cô đây tí lợi anh chị nhá. À vâng. Lùi xe đi. Ô hay. Tôi còn phải họp. Tôi bây giờ có một cô cháu làm việc tí xong rồi cô đừng live stream nhá. Đấy cô mất 10 triệu còn nữa là mất 360 triệu. Bác lên luôn anh rồi, cháu lên xe tiền bác dẫn mày vào chung kết rồi. Đấy, 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 Facebook của đài nhé. Này, Lai Chín. Thế cậu của nhà nào quái đây, đỗ nghênh ngang giữa đường thế này. Taxi của thằng nào đỗ nghênh ngang giữa đường này. Dẹp vào chúng ta cho ăn cái biên bản bây giờ. Cái cụ đài nhá. Vợ chồng thằng My nó dẫn con đi thi hoa hậu thì xe hết bà nó xong. Ủa, cái này quan trọng cái xe lại có chở nữa. Cái này nó không được rồi. Mất tòi bà nhà 6 triệu bây giờ. Không được. Tôi đang muộn giờ rồi nên. Thế thì hay là cụ chở con chở. Con cái sao đi xong tí nữa cụ quay về thành phố xong tí cụ quay về. Có bảo vợ chồng nó bồi dưỡng được 10 triệu. Cái gì? Đúng rồi. Thành phố không có 20 cây thì mà bồi dưỡng được 10 triệu á. Mất 10 triệu còn hơn là mất 360 triệu. Bà hiểu chưa? Khổ lắm. Có thu sao? Lên xe. Bác chở mày thẳng vào thi hoa. Bác chở mày thẳng vào chung kết. Bác chở mày chạy thẳng vào chung kết. Rồi. Bà đi. Này, xe taxi của ai đây? Sao đỗ ngang ngược này? Đỗ giữa đường này? Dẹp vào đi, không ta cho ăn cái biên bản bây giờ. À, phụ đoàn nhé. Phụ anh thích à? À, con thích đi. Hai vợ chồng nhà Thang My nó thuê xe để chở con Thu Sao đi thi hoa hậu. Đi lên thì lại hết bà nó xăng. Hay cụ cho con mượn cái xe để con chở nó đi. Ôi không được. Tôi bây giờ, tôi hôm nay tôi chủ trì cùng với cụ họp rất rất quan trọng. Cho anh mượn đi bắt. À, đây, tôi cho anh mượn xe để tôi đi họp bằng niềm tin ạ. Thế thì hay là cụ chở con với cái Thu Sao. Nhá.
cũng chở con từ sau đi lên thành phố rồi lát được cũng đi về đi họp được chưa? Con trả cũng con bảo vợ chồng Thắng Mỹ trả cũng 10 triệu. Không được, muộn của tôi, muộn mất của tôi. Con trả cũng 10 triệu được chưa? Đừng nói con trả vợ chồng nhà Thắng Mỹ nó bồi dưỡng 10 triệu đấy. Thôi anh chốt luôn đấy. Cũng chở con với cái thu sao lên trên thành phố rồi cũng đi về họp được chưa? Ủa không được. Muộn. Vợ chồng thằng Mi nó trả cũng 10 triệu. Không, con bảo vợ chồng thằng Mi. Con bảo vợ chồng thằng Mi nó trả cũng 10 triệu. Bồi dưỡng. Cũng muộn. Bồi dưỡng. Con bảo vợ chồng thằng Mi nó bồi dưỡng cũng 10 triệu thì có muộn không? Cái gì? Đây lên thành phố có 20 triệu. Nhưng cái việc nó quan trọng không? Những việc của anh nó có quan trọng không? Quan trọng hơn họp nhiều. Quan trọng hơn họp nhiều. Quan trọng hơn họp của cụ nhiều. Con sẽ bảo vợ chồng thằng Mi nó bồi dưỡng cho cụ 10 triệu. Như thế có sợ muộn không? Đây lên thành phố có 20 cây bồi dưỡng cái gì tận 10 triệu. Chưa, chị Mi chưa vào. Chưa được. Có muộn không? Thế có muộn không? Muộn đấy. Muộn. À, cái việc này quan trọng không? Rồi thì quan trọng không? Thế cái việc của anh có quan trọng không? Thế cái việc của anh có quan trọng không? Quan trọng hơn là việc họp. 10 triệu quan trọng đấy. Không, quan trọng hơn việc họp làm chí sở. Đấy chị Mi, quan trọng hơn việc họp của cụ đấy chị vào. Này, đây lên thành phố có 20 cây mà làm sao đòi tận 10 triệu này như thế nào? Hôm trước chú gài cúc cổ ấy. Mất 10 triệu còn hơn mất 360 triệu. Nào. Quay đi. Thu sao? Lên xe. Bác chở mày thẳng vào chung kết. Rồi. Quay nào, nhớ để cái túi của nó vào trong cái xe của tôi. Ừ. Anh cởi áo được rồi đúng không? Rồi. Thế là thành ra là 3 can mới được 2 can đấy nhá. Thêm ngày nữa rồi còn gì? Bây giờ anh đã hiểu. Anh hiểu rồi đi. 3 can rồi đấy. Đúng rồi. Can kia gần hết rồi. Thì hôm nay 26 là mang theo 1 can 20 lít nữa. Vâng. Thế quay sao thế. Thế thì chịu. Công tác chuẩn bị. Rồi, chơi luôn nhá. Vâng. Đây là, năm nay đây là một cái chiếc xe rất là đặc biệt. Xe của chuẩn thôn. Cái ông này thì nó ông cụ già rồi, nó rất là khó nổ. Mỗi lần nổ là phải nick. Không nick thì không nổ. Đưa bon vào sát cho nó mình hiểu này. Nào, có thể gọi mọi người ra ra. Đây anh hiểu đây, ba nhà này. Xe ô à, xe ô anh Trọng này. Được chưa? Quay nhá. Rồi, quay từ đường. Anh hiểu ơi. Em mời anh cho chị ra đây đi ạ. À, mang xe ô cho nhân viên đi. Xe ô nhân viên đây này. Xe ô, chạy đi.
đi đường anh ơi. Ở đây, đầu trên, con ở đây. Nhà, nhà kia thì con ở đây, phải treo che nắng. Anh có tóc rồi, không cần. Vâng, rất nắng thôi nhưng mà vui, à, vui là vui cả mệt. Em vẫn mặc vest như thế này. Đấy. Mùa hè nhưng mà nắng thế này vẫn phải mặc cái này. Vest vẫn đầy đủ như thế này. Đấy, vẫn tinh tươm thế này. Ừ. Nghệ sĩ đấy là chuyện bình thường. À, nghệ sĩ là trung yếu và nghệ sĩ đấy là chuyện bình thường. Rồi Lâm Tuyết Minh, rồi Hồ Nầy Gơn, rồi Bùi Đức Kha. Rồi bình trọng có không chào được ai thì mọi người cũng hết sức thông cảm vì rất nhiều người comment vào mà mắt thì hơi kém mà cũng không đọc kịp nữa. Vừa phần là vừa live stream vừa chém gió nên thành thử ra là nếu mà chưa chào được quý vị nào thì cho bình trọng xin lỗi. Vâng, và hy vọng là được chào tất cả mọi người, được nhắc tên tất cả mọi người, được gọi tất cả mọi người trên cái live stream này. Đấy. Đây, có anh chưa? À có chú chưa? 1, 2, 3, 2, 3, rồi. Rồi, vâng, trong lúc chờ đợi cảnh quay thì mọi người tranh thủ sau khi. Đấy. Vâng. Rồi. Nghệ sĩ Trà My. Rồi, nghệ sĩ Trà My. Nghệ sĩ Trà My hát ca cải lương rất là hay. Chị đổ phát được 1.400 từ. À. Mà chỉ có phút rưỡi. Đấy. Trong một phút rưỡi chị đổ một được 1.800 từ. Đấy. Phía xa kia là một cô hot girl. Đấy. Cô hot girl. Quay anh ơi. Rồi quay đi. Này, A Chi này. Anh đi ra đi. Rồi. Rồi mọi người về cái điểm. Lên cái điểm. Ra công tác chuẩn bị. Con ơi! Máy nhá này, có mấy câu ra cứ đổ máy nói to nhá. Được ạ. Nói to thì kiếm sớt thì mình tắt máy rồi, cần thì mình vá sau. Kiếm sớt thì mình cũng kiếm cần vá sau. Không biết đâu. Máy nhá này. Hả? Máy nhá. Máy nhá. Máy nhá. Bắt mồ hôi rồi, chào tất cả mọi người. Vừa rồi đang nói dở là bình trọng chưa chào được ai, bình trọng chào chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Đây là hôm nay là chúng tôi quay phim đại gia chân nhất. Hôm nay là đến ngày thứ năm. Mới hôm trước thì vừa mưa vừa nắng, à vừa mưa vừa lạnh. Hôm nay thì nắng to quá. Sao vào xe?
đấy. 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 Của taxi của đứa nào đỗ đúng không này, bảo nó chép cái đi, không cho tôi cái bảo đi đâu, thích đấy, thế, thích à? Ồ, vợ chồng nhà Thăng Mi nó thuê cái xe này để chở con Thu sau đi thi công, rồi rồi, cắt rồi, đi tốt nhưng mà chết mày xài. Đang chẳng ngồi cụ đi thôi, anh dám ngồi? Anh sang gần con gái rồi. Anh Thang Mùi gần với con gái đi ạ. Rồi, chị đi đấy. Anh Tuấn mới theo. Đây là hậu trường của phim Đại Đa Trên Đất. Năm ơi! 13. Đang xếp một chút vị trí à. Bây giờ nó có đúng được rồi đấy. Đặt đúng nhà mình thì đúng thế là chẳng anh Tuyền, đây là anh Tuyền. Đây là anh Thành Tiếc, ông Thành. Quan trọng việc mấy vẫn chơi âm thanh vẫn chạy 30. Bắt đầu cái việc của anh cũng quan trọng không, nó quan trọng hơn cái việc họp của cụ. Ôi thế thì nhất ý. Từ đây đến thành phố có 20 cây là sao mà bồi dưỡng tận 10 triệu? Khổ hay mất 10 triệu hay là chịu mất 360 triệu? Khổ lắm nữa. Nào đi không nào, lên 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 đi con Thu sao, lên xe ông chở thẳng mày vào chung kết nhá. Đi lên tôi đi. Đặt đồ đi. Đặt đồ đi. Đặt đồ đi. Đứng lên dưới, kia kia. Đấy. Lẫn rồi. Mi vào gần anh Thang. Mi kéo lên bắt. Hai cụ cháu thôi. Đây là hai cụ cháu thôi. Ờ đứng ở xe thôi. Rồi. À, rất vất vả. Quá nhanh. Vui.
mặc thế này nó rất mát. Rất mát và rất ấm. Rất mát và rất ấm. Rất mát là phải chịu. Nào, tranh thủ. Vâng, Nguyễn Văn Hoàng, chúc nhà mình một ngày vui vẻ. Đệm giảm chấn ô tô, đệm giảm chấn ô tô. Thế mà không biết mà tài trợ đại gia trên đất và bán hàng. Nam Hoàng, con chào cụ Đoàn. Lâm Tuyết Minh, 10 triệu là cụ trợ luôn. Đấy, nhưng mà phải quan trọng. Nói chung là cụ Đoàn thì rất là nghèo, nhưng mà không tiền thì không phải là tất cả. Nó tất cả nó chỉ là tiền thôi. Mà tất cả nó chỉ vì tất tiền cả thôi. Nó chỉ vì tiền thôi, chứ tiền nó không phải là tất cả. Quan trọng, tiền thì không quan trọng, nhưng mà quan trọng nó là bao nhiêu tiền. Đấy. Em đi nhà tí á. À, vâng, vâng, vâng. Em đi đi. Ủa, em xin. Xin ơi. Chào gái cười. Vâng, chào cháu. Ui, cháu cười mình xinh thế. Đấy. Ông, đấy, đấy, ông kia ông còn phải thốt lên là xinh thế. Đấy, con bé đằng sau không xinh à? Ô kia ông này. Đây là con. Hả? Đặt cái ô lên cho anh lau. Cao cái ô lên trên. Em đi đi, em đi đi. Rồi. Lâm Trân Minh, Nguyễn Huy Định, rồi Nguyễn Huy Định, Đặng Quân, rồi Quang Tuyến, Văn Tích, giờ có vợ nhìn béo lắm, Quang Tuyến, Hoàng Dũng, vợ của đâu rồi, vợ hôm nay là chưa đến lớp, thấy gái là cụ Tom Tom, Nguyễn Huy Định nói là thấy gái là cụ Tom Tom ngay. Đấy, nhưng mà tùy gái chứ có phải gái nào cũng top đâu. Ví dụ gái này có top vào mắt. Thấy gái này có một top vào mắt. Tiền không quan trọng, quan trọng bao nhiêu tiền. Gái cũng không quan trọng, quan trọng nó là gái gì. Trà đá, xong chưa? Ờ, đây, giả cho trà đá này. Ờ, cả buổi giờ sáng trời đang nắng này đi. Thật sự nó chuyện vui quá không? À không ăn đâu. Ô xe có luôn. Đây đây đây. Xe có taxi qua đi. À xe có. Taxi mà. Nói cái 10 triệu. Không nào tiến lên em ạ. Đứng ở đấy khi nào nói 10 triệu. Okay. Túi đây. Đấy, thế nhá. Để ngay cốp xe đây nào. Thằng nào để cho nó xem cái bộ. Đấy, ngay đấy thôi. Anh nợ một câu để hiểu vì anh hiểu chắc quay mặt này. Tôi chưa chắc mà chị mình kiếm lên xem nào. Rồi, từ từ. Em vào hình không? Rồi, quay nhá. Đấy ạ. Cần thiết thì ngựa cô Hiếu không ăn ở đây thì đó. Mày đứng đây. Không, cháu đứng đây được rồi. Anh bắt chặt anh Hiếu đi. Rồi, nào anh chỉnh anh Thang làm sao. Anh bắt chặt đi. Không, em bắt. Rồi, quay nào. Rồi, nó kem lên đi ra. Rồi, quay nhá. Nào, nhanh nhá. Ôi, thầy. Pin cho khó chen. Pin luôn. Nguồn nóng. À thì mình đang còn tin nhiều nữa là không có chứ không nào nhờ được cái đám cưới hát nhẹ nhẹ thì à cháu cắt rồi cú sao à hả cháu cắt rồi không bị ảnh hưởng đâu à thế à điếc mà sao thính nhỉ thằng ấy rất giỏi à nè giỏi mày đấy là hơn một con lùn đấy mày nào lùn toàn cắt dây điện. Bẩn nhỉ. Em phải cắt dây điện bẩn. Anh Long em đứng đây không dính anh đúng không? Tự nhiên làm cái xẻng cắt đéo biết kiểu gì luôn. Rồi quay. Rồi. Chỗ phải yếu lên xem mà em. Úi giời, thôi đi, mày đứng đây sau mày có máy đây cho cái cuốn này. Mày máy tham khảo chứ mày. Để lưng đây nè. Anh Long trọng hộ em đấy ạ. Rồi. Cẩn thận thôi anh Long, cẩn thận không lại dạ. Thôi. Chưa? Vào nhá. Quay. Máy chạy à. Từ từ, anh Thang dịch sang đấy, rồi cho em tí. Tí nữa anh Thang ơi, sang gần con đấy. Rồi, quay. Quay à. Máy chạy. Alo.
Rồi mọi người, chị My bắt đầu bước một bước và anh Hiếu bước một anh. Đó. Rồi quay ạ. Em nói cho xin được. Máy chạy rồi. Đây này, này, này. Xe taxi của ai mà đỗ ngang ở cái này? À, dẹp bằng ô tô cho cái biên bản đấy rồi. Ok. Cụ đoàn. Đây là xe nhà thằng My nó thuê để chở thu sao đi thi hoa hậu. Nhưng đi đến đây thì lấy hết bà nó xăng. Cụ này, hay quá, tiện có xe của cụ. Cụ cho mượn cái bình bịch của cụ để con chở con thu sao đi. Mất 360 triệu đấy. Không được, không được, không được. Tôi đang chủ trì cái cuộc họp quan trọng lắm. Bây giờ tôi cho anh mượn xe, tôi đi họp bằng niềm tin. Thế này là bây giờ như thế này nhá. Cụ chở con với cái thu sao lên trên thành phố xong rồi cụ đi về họp. Được không? Ôi không được, không được, muộn. Ừ, thì muộn à? Thế thì con bảo vợ chồng Thang My nó bồi dưỡng cho cụ 10 triệu, được chưa? Thế nhưng mà cái việc của anh quan trọng không? Quan trọng hơn việc họp của cụ, được chưa? Thôi, nhất trí. Ừ, rồi. Này này, từ đây lên thành phố có 20 cây mà làm sao bồi dưỡng tận 10 triệu á? Này, thì mất 10 triệu hay là để mất 360 triệu? Khổ lắm nữa. Nào, con thu sao? Lên xe. Rồi, ông chở thằng này, nào, nói từ câu của anh Hiếu, nói với chị My nhá. Từ anh văng hẳn sang kia đi. 10 triệu. Con văng lấy thì sống hơn con kia. Rồi đây anh đi, đây đi. Đây văng để lợi anh đấy. Lợi rồi mà. Xong rồi. Bây giờ là câu chị My thôi. Cho em từ câu đấy. Nói từ câu đấy. Anh Thang nói từ câu đấy. Vợ chồng Thang My bồi dưỡng cho cụ 10 triệu. Rồi, quay, nào máy. Lấy túi ra, lấy túi ra đâu anh. Em đặt túi lên xe. Quay luôn. Quay nhá. Túi dưới. Con đặt lên. Nào, quay nào. Anh Thang sang trái à? Ủa, anh sang phải đi. Để anh Thang sang phải, để anh Thang sang phải. Linh, anh Thang sang phải nữa. Sang phải nữa. Tí nữa, tí nữa. Tí nữa, tí nữa. Rồi, ok. Được chưa Thắng ơi? Rồi. Anh cần mình cứ chỉnh nhá thằng nhá. Được. Quay đi nào, máy. Âm thanh. Máy chơi. Ba. Ở đâu? Thế thì con bảo vợ chồng Thang My nó bồi dưỡng cho cụ 10 triệu, được chưa? Thế nhưng mà cái việc của anh nó có quan trọng không? Quan trọng hơn việc họp của cụ, được chưa? Này, được chứ? Này, từ đây lên thành phố có 20 cây, nhưng mà làm sao bồi dưỡng tận 10 triệu á? Này. Cứ mất 10 triệu hay là muốn mất 360 triệu. Rồi cho em lại thì câu chị My. Nào nong về chị My đi. Em bắt xong rồi. Mày bị chậm một câu đầu. Không câu đầu, em bắt hết rồi em mới lật sang anh Hiếu để em đón anh Hiếu quay lại mà. Xong chưa? Máy chạy. Máy chạy. Âm thanh. Máy chạy. Âm thanh 3, 4. Bắt đầu. Nhất trí. Này, từ đây lên thành phố có 20 cây thôi. Thế mà tại sao lại bồi dưỡng tận 10 triệu á? Chứ mất 10 triệu hay là muốn mất 360 triệu? Trời ơi! Nào, con đang thu sao? Lên xe, bác chở thẳng về vào chung kết nhá. Ri! Cầm túi đi! Đi bon rồi gần đông, sao bà đứng liền? Rồi! Ôi. Bà con lùi hết đi. Chạy đi, chạy đô đi. Chưa nhá. Rồi đến núi lại thôi. Rồi về con ấy mà, còn xe thế xe đến. Nhầm. Ôi giời. Vẫn đông bà con theo dõi buổi làm việc của Bình Trọng nhỉ. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vẫn là Quang Tuyến rồi. Chào em chị, chào chị Trà My đóng Đồng Hương Thái Bình nhé. Rồi Quang Tuyến, Quang Tuyển rồi. Trần Xuân Tuấn, qua Doanh Đại Doanh nhìn ngon trai thế. Đấy chị đi được nào? Chị vẫn đi được đi. Đi đây, dọn cái kia cho chị đi. Rồi Đại Gia Trần Đất 2023 thành công tốt đẹp. Chúc cả dân. Rồi cảm ơn Quang Tuyến nha. Rồi
chị số đi, em gấp qua cho. Ôi, bỏ cái này ra, nhấc cái này ra là xong cái gì đâu. Ôi giời. Qua cái ô tô thì mày mày dẹp nó vào. Mày dẹp, bây giờ dẹp cái xe vào đi cho người ta đi. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Quá tuyệt vời. Vâng thì thôi để anh em đỡ phải chờ đợi. Cho Bình Trọng xin phép được tắt cái live stream ở đây. Và chúc mọi người thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe trong ngày cuối tuần. Và chúc mọi người luôn luôn yêu mến Bình Trọng, luôn luôn ủng hộ hãng phim Bình Minh, luôn luôn ủng hộ phim Đại Gia Chân Đất Làm Cái Vợ, những sản phẩm giải trí của hãng phim Bình Minh. Một lần nữa thì rất là cảm ơn mọi người, cảm ơn rất là nhiều. Và cho phép Bình Trọng kết thúc live stream đây để tập trung vào công việc để cho nó hoàn hảo. Rồi, nếu như có một cái bối cảnh nào đấy thật đẹp, một cái phân đoạn nào đấy thật là hay thì Bình Trọng lại bật live stream lên. Và bây giờ bà con đăng ký, mọi người đăng ký vào cái page Làng Ghế Vợ. Thì Bình Trọng bây giờ thường xuyên dùng cái page Làng Ghế Vợ nhiều hơn là cái page Bình Trọng. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.